Baby bus. Tuyệt vời, chúng ta đã tìm đến thành phố cơ khí rồi. Nào, hãy đi theo bản đồ kho báu để tìm kho báu trong thành phố cơ khí nhé. Tuyệt vời, chúng mình đã kiếm được rất nhiều xu. Đồng xu lấp lánh quá, tuyệt quá. Tuyệt vời, chúng mình đã kiếm được rất nhiều xu. Đồng xu lấp lánh quá, tuyệt quá. Thật thông minh, chúng mình đã kiếm được rất nhiều xu.
rồi, tuyệt vời, chúng mình đã kiếm được tiền rồi. Quá. Ôi tuyệt vời, chúng mình đã kiếm được tiền rồi. Đồng xu lấp lánh quá, tuyệt quá. Những vật tròn này là gì nhỉ? Đây là những guồng nước, xoay tay cầm để nước chảy xuống. Xoay guồng nước để nước chảy xuống dễ dàng. À, có nhiều xu quá. Thu thập tất cả số xu này ngay để mở dương báu. Ôi, tuyệt vời, chúng mình đã nhận được một thẻ kiến thức. Còn có một bản đồ kho báu nữa. Chúng mình có thể tiếp tục với cuộc phiêu lưu tiếp theo.